Chào các bác nhá. Chào anh em đam mê săn ong bắt ong toàn quốc nhá. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh. Trong clip hôm nay gửi tới anh em đó là cái mẫu quần áo bảo hộ bắt ong. Chất liệu bằng vải loại cao cấp nhất nhá, chất liệu bằng vải loại cao cấp nhất hiện nay. Có một lô hàng rất là nhiều. Lô hàng nhiều đủ các thông số. Thì cái này là có chia sẻ với anh em lúc trước ấy, là bộ này nó rất là hiếm, đặt may thủ công, số lượng nó có ít thôi. Thì lúc trước ấy là có một size số duy nhất, size to nhất anh em nhé. Có nghĩa là size to nhất là cái bộ này này, là tính từ đầu cho đến chân, tính từ đầu đến chân nó dài tới 2 mét, nó dài tới 2 mét nhé. Đấy, và phía ở trên này này, phía trên này thì lại là không có kính, có nghĩa là lô có kính, lô không có kính nhé, lô không có kính và lô không có kính, nó tùy từng lô. Nhưng mà đây là do nhu cầu sử dụng của anh em, là một số anh em nhỏ con hơn cũng vẫn muốn mặc bộ này, tại vì bộ này nó rất là cao cấp, nó hữu ích. Thì bây giờ shop đã đặt được cho anh em nhé, đặt được cho các bác cái size số phù hợp nhé, size số phù hợp. Thì bây giờ điển hình là đang có 3 cái size lớn nhất vẫn là cái size cũ, có nghĩa là từ đầu tới chân dài 2 mét đấy, rồi 2 mét. Đó. Đây anh em quan sát kỹ này. Hiện bây giờ thì sẽ có thêm 2 size nhỏ nữa cho anh em lựa chọn. Đó là size 1m7 và size 1m8. Cả bên này này là 1m8. 1.8 này là 1m8 này. Còn phía bên này 1.7 là 1m7 đây. Đó. Thì cái clip này ấy, là tôi giới thiệu với lại anh em ấy, đó là có một cái lô hàng số lượng lớn quần áo bắt ong bằng vải bò cao cấp về và có đủ size, đủ thông số cho anh em lựa chọn. Thì còn cái clip sau tôi sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết về cái bộ quần áo này như thế nào, nhưng mà clip này là giới thiệu sơ sơ cho các bác thôi. Thì bây giờ thứ nhất nó sẽ có ba thông số này. Thông số lớn nhất ấy là cái thông số truyền thống anh em vẫn mua trước ấy, là nguyên cả cái bộ nó sẽ dài là 2 mét, là dành cho cái người mà cao tới 1m8, cao 1m8. Cái này nó chỉ phân biệt theo chiều cao thôi, còn cân nặng thì không quan trọng nhé. Cân nặng thì nó rất là rộng, các bác béo cũng mặc được mà gầy cũng mặc được, chỉ phân biệt theo chiều cao thôi. Đối với cái bộ mà bộ cao dài nhất truyền thống anh em vẫn mua ấy, thì nó sẽ là người cao trên 1m8 trở lên. Chứ còn bình thường anh em mà 1m7, 1m71, 1m72, 1m75, nói chung là anh em từ 1m6 đổ lên ấy nhé, từ 1m65 trên 1m6 đổ lên thì anh em sẽ chọn cái thông số là 1m8. Cái bộ này của 1m8 là sẽ phù hợp nhé. Thế còn bây giờ ấy, anh các bác nào mà từ 1m6 đổ xuống nhé, 1m6 đổ xuống đấy, 1m6 đổ xuống thì sẽ chọn bộ thông số 1m7, thông số 1m7 nhé. Thế còn về kết cấu của bộ này thì nói sơ cho các bác ấy là thiết kế sẽ đủ hết các chức năng, không phải thiếu sót một cái gì nữa. Đó là mặt kính đằng trước này là có kính này, cái mặt bảo vệ đằng trước ấy là có một nửa kính để chống ong đái, hai bên mang tai có ô thoáng để khi mình vào mình thở nó thoát hơi qua đây, nó không bị bốc hơi lên kính. Thì bây giờ tôi sẽ mặc thử cho các bác xem. Điển hình như tôi đây nó là cao 1m65 nhé, nặng 5 mấy cân nhé, thì sẽ mặc cái bộ 1m8. Nói chung là các bác mà từ 1m75 đổ xuống thì sẽ mặc 1m8 đấy. Còn anh em nào mà 1m6 đổ xuống dưới thì sẽ mặc 1m7 nhé, tôi sẽ mặc bộ này. Thế cái này lưu ý với anh em ấy, lưu ý với các bác ấy, khi các bác mặc lần đầu tiên bộ lúc sáng kia bỏ đâu rồi, khi mà bộ lần đầu tiên ấy là cái bộ này nó còn chưa có độ co giãn, nó còn độ rất là chặt, thì mình mặc vào nó hơi khó một chút lúc mình chui đầu ấy nhé. Còn khi mà các bác mặc 1-2 lần rồi thì nó sẽ dễ dàng hơn, nó sẽ dễ dàng vào hơn. Cái đầu tiên là sẽ hơi bị căng, hơi bị chặt đấy. Đấy, mình kéo khóa ra này. Cái clip này tôi giới thiệu cho các bác về cái lô hàng số lượng lớn là một này, có đủ các size số cho các bác lựa chọn là hai này. Thế còn các bác chịu khó theo dõi cái clip sau nhá. Clip sau tôi sẽ giới thiệu chi tiết về cái bộ quần áo này, chất liệu này, may như nào, kết cấu ra làm sao để các bác xem kỹ hơn. Cái này phải có một người nó hỗ trợ thì sẽ dễ hơn, một mình là hơi khó, tại vì nó vừa mới khoan người mình hơn. Thế còn đối với cái bộ size nó dài tới 2 mét ấy,
bộ to cũ ấy thì một mình mặc nó đơn giản rồi, nó quá rộng, nó quá dễ rồi. Bộ này nó vừa khít người thì mà một mình thật ra hơi bị khó một chút, hơi khó một chút. À, mặc hết ống tay vào, hết ống tay vào này. Đó. Còn cái này thì các bác phải nữa này, quý người xuống và hơi nghiêng người, hơi nghiêng người một chút. Tôi nói rồi nhé, đây là lần đầu tiên mặc thì là nó chưa có độ giãn, chưa có độ trơn, nó sẽ hơi khó vào. Thế còn những lần sau mặc ấy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Cái này tôi cũng hơi khó vào, tôi đang cố gắng cho vào này. Đấy. Các bác vừa cúi đầu vừa nghiêng, nên lần đầu tiên là nó sẽ hơi khó khăn như vậy. Thế như này là mình kéo khóa vào nó ok thôi. Kéo khóa vào dán lại. Đây. Rồi đấy. Thì đối cho các bác mà có cái số đo về chiều cao ấy. Số đo tôi chỉ nói về chiều cao thôi. Còn về cân nặng là không quan trọng nhé. Chiều cao từ 1m75 đổ xuống tới 1m6. Đấy, từ 1m75 đổ xuống đến 1m6 thì sẽ mặc cái bộ, mặc cái bộ mà bộ có số đo là dài 1m8 ấy nhé, là 1m8 như tôi đang mặc đây. Thế còn bác nào mà có số đo về chiều cao từ 1m6 đổ xuống thì các bác sẽ chọn cái bộ 1m7 này cho tôi, chọn bộ 1m7 nhé. Còn bác nào mà có cái số đo mà trên tới tận 1m8, hơn 1m8 ấy thì các bác phải lấy cái bộ to nhất từ trước đến giờ, đó là số đo là 2m nhé, 2m. Hiện giờ là đang có 3 số đo như vậy. Đây các bác này, rất là dễ chịu. Tôi thì 1m65 thôi, nhưng mà đối với này các bác 1m7 cũng mặc được, ok nhé. Đấy, đúng này, dễ chịu này, không bị căng đúng này. Trèo cây rất là ok này. Trèo cây này, cuốc đất này, mình bắt ong đất thì là cực kỳ rồi nhé. Đây các bác quan sát kỹ giúp tôi. Hai bên này là có hai cái lỗ ô thoáng ở hai bên mang tay này. Là khi các bác mặc vào trong này các bác thở thì hơi nó sẽ thoát qua cái ô thoáng này cơ bản nhá, nó không bị ố kính. Còn phía trước này ấy, là cái kính để chống ong đái. Khi các bác trèo cây các bác ngước mặt lên đấy thì phần ong đái nhiều nhất nó sẽ rơi vào kính này, nó trôi xuống rồi tránh vào mắt trực tiếp của mình nhá. Cái ngoài ra là các bác cũng cần đeo thêm cái kính chống ong đái thêm đấy. À, các bác quan sát được rồi này. Đấy, clip này là tôi giới thiệu cho các bác về lô hàng số lượng lớn quần áo bắt ong. Các bác đi ý kiến nhé. Bộ này khi các bác mua thì các bác nói là mua bộ quần áo bắt ong bằng vải bò cao cấp. Quần áo bắt ong bằng vải bò cao cấp các bác nhé. Đấy. Và lấy bộ 1m7 hay bộ 1m8 hay là bộ 2m, 1m7 hay 1m8 hay là 2m thì các bác chú ý giúp tôi này. Đó là chiều cao từ đỉnh này, chiều cao từ đỉnh này xuống đến tận gót chân này, đó là 1m7, 2m8 hay là 2m. Còn là các bác chiều cao thực tế của các bác nhá. Nếu mà bác nào mà cao từ 1m6 đổ xuống thì sẽ lấy bộ 1m7. Còn từ 1m6 tới 1m75 thì sẽ lấy bộ 1m8. Còn chiều cao cao hơn nữa sẽ lấy bộ 2m nhá. Ok nha các bác nhá. Còn các bác cố gắng cho các bác clip sau, tôi sẽ giới thiệu chi tiết về cái kết cấu này và cái chất liệu. Thì các bác bắt đầu bấm đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hàng thì luôn luôn là ship COD rồi. Các bác alo trực tiếp số điện thoại trên màn hình. Hàng sẽ ship về tận nhà cho các bác này. Các bác có quyền bóc ra xem và kiểm tra. Xem và kiểm tra mặc thử đúng tôi này. Đấy, mặc thử đúng tôi này. Sau các bác bắt đầu thanh toán tiền trực tiếp cho hàng nhé. Ok. Rồi xin cảm ơn các bác nhé. Số lượng hàng rất là nhiều. Các bác vui lòng alo trực tiếp đến số điện thoại trên màn hình nhé. Rồi xin cảm ơn. Hẹn gặp lại các bác trong phần tiếp sau nhé.